thẳng lắm thôi bà con ơi, căng thẳng lắm, không biết có qua nổi không đây này. À, chế chứ càng ngày nữa càng to đấy chứ. Hôm qua đi, qua đi bên ngoài thôi chết, không chết. Thủy chiều lên nữa. Chết mai, chết mai. Rồi quản thôi chết. Khổ lắm thôi. Rất vất vả đây. Ôi trời. Đi học rồi. Để mẹ sống rồi. Rồi chết mai. Chết máy, giờ nước thì chiều lên cao nữa, đâu giờ thì chiều nữa, rồi xe máy chết, và nhỏ nhỏ thôi, 5 mét thôi, chết, chết, rồi, bỏ ra nữa, chết máy, chắc là chết máy, đúng giờ cao điểm nữa, chết máy, những người già, những người già là một, chỉ có ô tô thôi. Những người gồng thấp sẽ gồng thấp rồi chết, chết máy rồi bà con, đúng vào cái giờ đón con nha. Rồi đây là khung cảnh nha, khung cảnh tại khu Mizuki đó, để cho cả cái tập đoàn đầu tư phải biết đi. Mưa có chỗ chúng nhỏ rồi, bây giờ đi xem vì đây bây giờ đến giờ đón học sinh nè. Chết ngay là vì nước nó cao quá, chạy là nước nó bán nữa. Nhiều xe chết ở tàu. Xem xe quản lắm rồi, chết rồi. Yeah.
biết rồi, xong rồi. Làm cái gì được nữa. Đừng có ráng nữa. Khổ lắm. Chờ xíu đi, cho tụi chiều xuống đi. Đừng có ráng nữa, xe gầm thấp không có quay được đâu. Đúng rồi, xe gầm thấp là thua à. Xe gầm thấp là thua, giờ đông người nữa. Đó, giờ bắt đầu trường tiểu học, bắt đầu chuẩn bị tan đồ đón trường tiểu học nữa. Khổ chưa, bạn có thấy khổ chưa? Và các nhà đầu tư thấy vất vả chưa? Cái đoạn này rất đục, là cái dốc đó, lại giá với cái cân nữa. Đó, thấy chưa? Trời ơi, thấy chưa? Chưa nhiều có đề chết chết giả luôn rồi. Thôi, tôi mua hai gói bim bim luôn. Chưa tới cho con thôi. Trời ơi, trai như bên bạn vậy. Đó, giờ tới sao được? Cái này giờ xong thôi. Đúng không? Bây giờ ngập được trên này, ngập bên này. Trời ơi. Trời ơi. Kinh khủng chưa? Thì bên này nữa. À, bãi này giờ sao quá nổi. Đúng không? Tình thương con mua nó có rớt mẹ giữa này thì chết luôn. Trời ơi đó, nhường nhau đi đúng giờ cao điểm, nhường nhau đi, trở thành một cái trận thủy chiến kinh khủng. Đúng là một trận thủy chiến mà đã chết máy rồi, trận thủy chiến đó. Đấy, tổ cho các con chưa, đúng giờ luôn, đúng cái giờ đón con luôn. Trời ơi, giờ sao? Ai mạo hiểm thì người đó qua thôi. Rủi ro, hôm nay lại đúng ngày rào 15 tháng 9. Đó. Hôm nay là ngày giáp trần, thủy đấy, nước to đấy. Tháng giáp xuất, hỏa to, năm giáp thìn, hỏa to. Đó. Năm ngày, hôm nay ngày thủy đó, nước to đó. Mưa to lắm quý vị. Rồi đó, quý vị xem đi. Càng ngày càng to. Đấy, đây là trận thủy chiến đó quý vị. À, cái này phải chắc phải tầm 2 tiếng đồng hồ nữa nó mới rút, tại vì trời đang còn mưa. Đó. Và bây giờ xong rồi, nhào. Trời ơi, số 1 tông nhào rồi, sao chết. Chết mẹ rồi, máy đó, chết con xe đó. Trời ơi. Nguy hiểm quá. Trời ơi, cống rảnh ở đâu hết rồi. Trời ơi. Một cái bãi chiến trường, quý vị thấy không? Kinh khủng không? Trời ơi, hỗn loạn rồi, trời ơi. Kinh khủng quá, bà con ơi. Trời ơi. Chỉ có 5 mét thôi quý vị. 5 mét thôi, cái hởm á. 5 mét thôi, 5 mét khó khăn về nhà đó. Trời ơi, không có nhường nhau thì chết luôn, lõa luôn rồi. Xong rồi. Quý vị thấy chưa? Ôi giời ơi. Sau một cơn mưa chiều kéo dài đúng 40 phút. Trời ơi, Fumiyuki. Trời ơi. Fumiyuki Park do người Nhật đầu tư. Ôi giời ơi. Chết mẹ luôn rồi. Bây giờ lại đúng cái trường tiểu học nữa, đón con nữa, về nữa. Trời ơi, nhìn những cái hình ảnh này quý vị thấy thế nào? Vâng, hết sức là thương tâm luôn nào. Vâng, rất thương tâm. Trời ơi rồi, chết có
máy thôi, càng ngày nước càng to quý vị, càng ngày nước tụ về càng nhiều cho nên chỗ này không có thoát nước được, bây giờ mắc kẹt luôn rồi. Và bây giờ lượng giao thông tham gia hết sức là đông luôn, cho nên là nước càng càng xoáy, xe cổ chạy qua, đặc biệt là nhiều xe ô tô nữa. Đấy, quý vị nhìn cái hình thì ở này không, đây là đường trong khu dân cư nha quý vị, không phải đường ngoài giao thông đây đó, đường trong dân cư sao. Bim lên cho hai đứa trẻ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, khủng khiếp quá bà con ơi. Trời ơi bà con ơi, 5 mét hiểm nguy. Trời ơi khủng khiếp quá.